Hello, xin chào toàn thể mọi người đã đến với kênh vlog của nhà mình. Và hôm nay thì mình sẽ lựa chọn chiếc xe tăng, đó là chiếc xe tăng bắn đạn rất là khủng khiếp Mammoth ở đây này. Các bạn hãy nhìn xem, chiếc xe tăng rất là hiện đại. Và đây mình sẽ lựa chọn màu sắc là màu đỏ cam đi cho nó khỏe nào. Nào, ở đây thì mình sẽ tham dự một trận chiến với toàn những chiếc xe tăng trùm cuối của đánh chiếc xe tăng bốt rồi. Ok, con bốt đầu tiên nào, ra đây nào. Ok, mình sẽ nổi về phía sau này. Chiếc xe tăng này rất là khó điều khiển rồi, thưa là ôi xong đây nào. Đấy, chỉ cần bắn một phát nào nó chết luôn. Ok, mày chết này, phết nữa này, chỉ cần hai phát là mình đã tiêu diệt được con bốt này. Nhưng mà nó cũng đã kịp bắn mình một phát rồi. Và chiếc xe tăng này thì cực kỳ khó điều khiển, nên là chúng ta tốt nhất là chúng ta nên đứng im một chỗ, để nếu mà nó lên thì chúng ta sẽ bắn nó luôn, chứ chúng ta mà điều khiển nó đi là rất là khó. Ấy, chúng ta dừng ở đây, dính phát phát nữa, đúng rồi, chỉ cần hai phát là bọn nó trên luôn. Thế nên là mình cần phải đứng nguyên một chỗ thôi. Chiếc xe tăng này nó bắn nó dần lắm rồi, đi rất là khó. Ôi rồi. Rồi lên nào. Rồi không trúng đâu, không trúng đâu, lên đi, lên để ăn đạn nào, lên đi, lên đi, nó bắn có trúng đâu, con xe nó không lên được dốc rồi. Lên đi nào, chết mày luôn. Con xe tăng này rất là yếu, nó còn không thể lên nổi dốc cơ. Con này nó bắn quả dưa hấu sao này. Lên nào, lên đi. Ôi ôi rồi, ôi ôi rồi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Ui, phát nào ra phát đấy, lên đi nào, con xe tăng dấu kia. Nó không lên thì mình đem lại. Ôi rồi, ôi xe mình cũng không lên được dốc. Ôi rồi, thế làm sao bây giờ, nó không bắn được, nó không lên được dốc. Mình lùi lại này, mình đây nhá. Ôi dính đạn rồi, ôi nổ banh xác rồi. Ôi mình đã vượt qua là dốc. Ôi rồi bằng chết mày luôn, phát nữa là chết. Đấy, con xe tăng dưa hấu rồi, nó yếu. Ủa chết rồi, trực thăng thì phải làm sao bây giờ nhỉ. Ôi bằng bằng ôi rồi, mình phải chổng cái súng của mình lên. Ôi xong đấy, cái máy bay này tự nhiên là bay vào trúng cái khẩu súng của mình. Tiếp tục nhá, tiếp tục nào, chết phát uống nữa. Ôi rồi chết, chết ủ rồi nào, bắt đầu pha này nó chết rồi, đúng ngọng súng của mình rồi. Nhưng mà nó có kịp thả ba cái bom vào người mình. Nó sẽ tăng cầm mập này. Rồi, nằm ở đây. Úi dồi ôi, khỏe thế. Úi dồi ôi, bắn rất là nhanh. Nào, chờ con xe tăng cầm mập đến nào. Đến đi. Bắn nhá, hai bạn bằng 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 pha nữa trên này. Bằng ô chế đó bằng con xe tăng là gì cái bắn mà không trúng mình nhỉ, nó bắn đi đâu ấy. À, thằng này nào, tiêu diệt nó nhá, lên đi nào, mình đang chờ đây rồi. Đấy, phát nữa nhá, rồi phát nữa nhá, phát nữa. Bánh xác luôn nó ra. Nào, con xe tăng Amorolo thì đây. Amorolo thì cũng chết thôi. Mình nào mình chỉnh đến ngắm này, nhưng ngắm máy nữa. Ôi ôi, lệch lệch tâm rồi. Chết mày này. Ôi ôi, mình trượt tốc rồi. Bắn chiêu. Bùm, phân nữa nhá. Đúng ngọng súng của mình thì không chết nên là lẽ.
Rồi tiếp theo con bot gì đây? À, con này nó bắn tên lửa các bạn. Con này nó bắn tên lửa. Rồi mình sẽ lên đây, mình dình cho nó ở đây. Rồi. Mình phải chỉnh xuống. Rồi, ôi ôi, xem mình lật rồi. Bắn rồi. Bắn. Bắn. Đối trời ơi, nó chỉ cần dính 3 phát đạn của mình nó chết rồi. Đúng 3 phát đấy. Tiếp tục nha. Con xe tăng sọ cốt. Ôi ôi, nó bắn dưa hấu. Nó bắn dưa hấu rất nguy hiểm luôn. Ôi, mình dính mấy quả dưa hấu rồi. Phần nữa nó trên trên này. Đấy. Chiếc xe tăng này có thể nói là bắn phát nào là khỏe phát đấy luôn. Tiếp tục nha. Mình phải chống cái súng mình lên đây cơ. Ôi chết. Nào xông lên đi máy bay. Chết luôn. Đạn của nó bắn phần nào còn nào. Chết phần đấy luôn. Nào đi tiếp nào. Đây là một thằng lái máy bay nào. Mình sẽ bắn nó này. Ôi một phát nữa nào. Ôi chết rồi, mình trúng hai phát đạn của nó rồi. Tiếp tục nào. Chết này. Ôi ôi. Chết. Ôi ôi. Mình sắp chết rồi. Mình phải chống súng lên thôi. Chết phát nữa nhá. Ôi ôi trượt rồi. Ôi phát cuối này. Phát cuối nhá. Ôi xe tăng độc ác. Xe tăng độc ác nào. Xe tăng laser cầm mập đây. Rồi. Mình phải chỉnh súng của mình được. Rồi. Chiêu trượt. Trúng này. Trúng này. Trúng này. 3 phát. 4 phát. 5 phát. 6 phát. 7 phát nó mới chết. Khỏe. Con xe tăng cam mập với tiền laser này rất là khỏe luôn. Mặc dù nó không bắn trúng mình phát nào nhưng mà mình cần đến 7 phát. 8 phát nữa nó mới chết. Đây nào, nó dọn ra đây này. 1 phát, 2 phát, 3 phát, 4 phát, 5 phát, 6 phát. Con xe tăng này không cần đến 6 phát thì mình mới giết được nó đấy. Nào, xe tăng gì đây? À, xe tăng mất tên lửa rồi. Rồi, mình lâm đốc ở đây. Chết, ồ, trượt rồi. Chết. 2 3. Ôi mình sắp chết rồi. Chết. Phát nữa nó chết này. Ôi mình cũng sắp chết rồi. Mình chỉ còn một tí máu thôi. Lùi thôi, lùi thôi, lùi thôi. Lùi thôi. Lùi. Lùi thôi, mình lùi thôi chứ mình không chơi được. Rồi mình chờ đây để nó đến. Ôi thôi mình chết rồi. Mình chết rồi, mình mua thêm mình đang bỏ ra 3 đồng tiền vàng để mình mua thêm mạng sống đấy. Chứ không mình chết rồi. Ôi mình kiếp chờ đây xem nó đến chưa. Ôi lùi lùi lùi. Ôi rồi lùi. Rồi lên đi lên đi. Lên đi, lên đi. Lên đi. Ôi giời. Từ từ thôi. Lên đi. Rồi từ từ thôi cho nó lên đi bắn bằng ổ trượt. Lên đi nào, lên đi. Trúng phát này. Cái xe này nó yếu nó không lên được dốc. Trúng phát này. Phát nữa lên đi nào. Ôi, phát nữa là chết. Lên đi nào, lên đi. Mình chờ mãi nó mới lên để mình tiêu diệt nó đấy. Nào tiếp tục nha. Tiếp tục nào. Ôi dồi ôi, nó bắn đạn dấu. Còn bắn đạn dấu nó. Chết mày. Chết này. Chết này. Chết này. Chết này. Con xe tăng bắn đạn dấu này nó yếu lắm, nó còn không lên được dốc cơ. Thế là mình mới đi qua dốc. Ồ thôi chết rồi.
chết này, ôi rồi nó bắn lại mình rồi, mình đứng lên dốc ở đây rồi. Ôi rồi ôi nào, đến đi mình đã bắn trên nó luôn trong vòng 4 phát này. Lại con này, con máy bay này như là nó thả bom hay sao đấy. Mình cứ đứng dình ở đây nào, đến nào. Ôi giời, ôi ôi, dính một quả rồi, mình có bom nó rồi thì mình phải trả thù này, nó trả thù nó bắn mình này, bắn mình này. Con này cứ lởn vởn nó trên đầu mình, bắn mình này. Ô, chưa chết phát này nữa, bắn mình này thôi toi rồi, bắn mình này, thôi toi rồi, mình chết rồi. Chết rồi.